Vừa rồi nó mưa quá em chưa quay được cho bác chân sim của con này nhé. Nhưng mà dòng máy này thì hỗ trợ hai sim đó bác. Còn hàn mát này của Pháp này. Của Pháp bác nhìn chưa? Đấy. Con này của Pháp. Và sau đây em mở chân sim cho bác này. Mở chân sim cho bác xem là mấy sim nhá. Này. Con này hai sim á, các bác có thể để hai nhân sim nhé, một nhân sim loại nhỏ nhất và một nhân sim loại nhớ. Người chưa? Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ nhé. Con máy này nguyên phụ kiện luôn, nguyên hộp luôn. Nguyên phụ kiện, nguyên hộp. Thank you.